Khác biệt về quan điểm sống thì chúng ta phải tìm ra điểm chung và chúng ta học cách nhẫn nhịn, học cách tôn trọng nhau. Chứ còn không phải nào là ai về cũng hợp nhau được đâu. Chúng ta đều phải học cách. Đấy là lý do tại sao những người mà càng có hiểu biết, càng có tri thức thì người ta càng dễ học cách thích nghi với nhau, không quá quan tâm vào đời tư của nhau. Ví dụ như là Mr. X là không quan tâm đến đối tác của mình quá nhiều về đời tư. Mr. X chỉ quan tâm đến đối tác của mình trong câu chuyện về gia đình, về tình yêu, về con cái. Ai cũng có những khoảng trời riêng, đúng không? Ví dụ là như thế. Thế rồi thì những cái vấn đề liên quan đến bố mẹ của vợ chồng hai bên, người thân hai bên, bạn bè hai bên thì chúng ta phải nhớ rằng là vợ chồng là hạt nhân, bố mẹ là chúng ta phải có nghĩa vụ là chăm sóc, hiếu lễ, vâng lời. Nhưng không có nghĩa là bố mẹ được can thiệp vào đời sống riêng tư của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như là bố mẹ vợ không đúng với con rể thì con gái phải có ý kiến. Bố mẹ chồng không đúng với con dâu thì con trai phải có ý kiến. Không bênh ai cả, đứng ra can thiệp. Và can thiệp theo cách là chuyện đó rồi sẽ đến đâu, nếu không đến đâu thì bỏ đi. Và mình phải cầm trịch được, chứ không hai bên cứ đòi chết này. Có nó thì tao chết đây, mà có tao thì nó chết đi, vân vân. Rất là mệt mỏi. Mình phải cân bằng. Người đàn ông phải rắn, người phụ nữ cũng phải khéo. Tất cả những cái chuyện đó là mình phải cân bằng được. Tất nhiên tôi nói là nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Thế thì các bạn sẽ hỏi là Mr. X làm thế nào? Thì Mr. X khẳng định là mối quan hệ của bố mẹ và người thân giữa vợ chồng của Mr. X là tốt. Cũng có những cái cãi vã, cũng có những cái hiểu lầm, nhưng mà rồi đều có thể hòa giải được. Không đáng kể, rất nhỏ nhặt thôi. Rồi thì bản thân chúng ta là phải làm bậc làm con, chúng ta phải hiếu lễ, chúng ta phải biết chăm sóc yêu thương ông bà. Chúng ta phải cho ông bà thấy là chúng ta yêu thương nhau, ông bà sẽ vun vén vào cho, đúng không ạ? Thí dụ như là Mr. X chẳng hạn như là có thể mua đồ đạc sắm sửa cho ông bà ngoại. Ngược lại là vẫn là tiền của Mr. X chẳng hạn, tiền của người chồng chẳng hạn, thì đưa tiền cho vợ để vợ đưa cho bố mẹ chồng, mua quà hay nhắc vợ mua quà cho hai bên, mua quà cho các bác cô nếu có điều kiện. Tất nhiên đây là nếu có điều kiện, chứ không phải là mình ai mình cũng mua, mình quan tâm một xíu thôi, còn mình cũng đang rất là vất vả. Cuộc sống mà phiên phiến thôi, chín bỏ làm mười, chứ cứ trách nhau là hôm nay mẹ anh nói em cái này, rồi anh không coi mẹ em ra gì, thì chúng ta rất là khó sống. Phiên phiến thôi, đúng không? Ai nắm tay đến hết cả cuộc đời đâu. Nhoàng cái là thấy 50, 60 rồi. Lúc đấy thì cũng hết rồi, còn gì đâu. Bây giờ đang 30, 40, 50, vẫn còn đang sung sức, sung mãn, đang hưởng thụ cuộc sống, thì hưởng thụ cuộc sống nó sung sướng đi, nó hạnh phúc đi. Sao cứ phải khổ đau, sao cứ phải dằn vặt, đúng không ạ? Ăn được cái gì ngon thì ăn đi, tất nhiên là phải giữ sức khỏe, đúng không ạ? Sách với nhau thì sách cho nó vui vẻ, hạnh phúc đi. Sao mà cứ phải khổ sở? Anh cho mới tôi cho, ban nhau cái gì? Chúng ta là khi quan hệ sinh hoạt tình dục hai vợ chồng, đấy là hai bên cùng có lợi, đôi bên cùng thích thú. Và mình coi đối tác của mình như là đối tác, như là khách hàng. Mình trân trọng, mình nâng niu, mình sợ mất khách hàng, nó sẽ tuyệt vời ngay. Ok. Đấy. Và không được để bố mẹ hoặc là người thân xen vào cuộc sống của mình. Đấy. Hoặc là em vợ, em chồng, anh vợ, anh chồng rất phức tạp, không cho phép xen vào. Mình phải có chính kiến. Đấy. Thí dụ như là Mr. X là mẹ của Mr. X hay hỏi là về cái việc của em trai, em gái,
nó thế này theo thế kia theo mày nào, và theo con thì thế này, nhưng mà con không tham gia đâu. Đấy, nó lớn rồi để nó tự quyết. Đấy, có thể cái quan điểm đấy của Mỹ Tế cũng nhiều người sẽ không thích, và cả bản thân mẹ Mỹ Tế cũng không thích, nhưng mà như thế nó sẽ giữ được hòa khí. Chứ mà bây giờ rồi nó lại bắt đầu bơm vào, thế là anh em lại đâm ra cãi vã nhau, đâm chém nhau, chửi nhau rất phức tạp. Ok, chiến tranh lạnh cái gì, cãi vã giữa hai vợ chồng cái gì, chủ động làm lành đi, đừng có bảo là anh ấy không bao giờ chủ động làm lành với em. Đàn ông nó thế nhé, đàn ông nó thế, tính ích kỷ, tính gia trưởng nó thế. Thế mà mình thấy một hai hôm mình thấy không làm lành được thì thôi mình chủ động làm lành đi, có rất nhiều cách chủ động làm lành, nói chuyện quan tâm tí đúng không, hay là trước khi đi ngủ mặc cái bộ đồ lót thật khêu gợi vào. Đấy, cởi quần cởi áo ra trước khi đi ngủ, làm mấy động tác nó rất là sexy, ví dụ như tập thể dục trong phòng ngủ nhẹ nhàng, cúi lên cúi xuống và lắc mông cái trẻ kia, nhìn thấy là trông nó đã thấy dạo dực hết rồi, là hết chiến tranh lạnh ngay chuyển sang chiến tranh nóng. Đấy, nên tuân thủ với nhau, là khi cãi nhau thì không nên thế này không nên thế khác mà phải tuân thủ. Đấy, khi cãi vã thì một người nói thôi, là phụ nữ kiểu gì cũng nên nhìn nhường nhịn. Đấy, tôi nói thật, tôi là đàn ông nhưng tôi vẫn phải nói thật như thế. Tôi rất là hiện đại, nhưng mà tôi cũng chia sẻ thật với các chị là như vậy. Mấy người được, mấy người đàn ông bao nhiêu phần trăm mà anh ta hiểu biết, anh ta yêu thương vợ, anh ta xin lỗi vợ đâu, ít lắm. Nên là thôi, 9 bỏ làm 10. À, vấn đề con cái, không có con thì thôi rất là tiếc rồi. Số trời, trời cho ai người được. Con nào cũng là con, nếp cũng được, tẻ cũng được. Thế nếu mà bố mẹ chồng, rồi chồng người ta có đay nghiến, rất là mệt mỏi, thì mình cũng phải đấu tranh, mình cũng phải nói rõ là con có muốn như vậy đâu. Bây giờ đấy, bố mẹ biết rồi, anh biết rồi, khoa học thụ thai là do đàn ông, được con nào được con đấy, con nào cũng quý cả. Mình phải có quan điểm rõ ràng, chứ không phải bây giờ chồng nó bảo là cô không biết đẻ, đẻ được 3 đứa con gái thì bắt đẻ được 4, 5, 7 đứa, để làm sao lấy đứa con trai, lấy đứa con trai để làm gì, xong thì không đủ ăn, không đủ tiêu, đứa nào cũng thiếu học, đứa nào cũng thiếu ăn. Đấy, lớn lên nó cũng chẳng phải thành người xấu đâu, nhưng mà nó cũng không có nhiều cơ hội để phát triển. Thế thì con nào cũng thế thôi. Hãy nhớ rằng xã hội hiện đại, con nào rồi cũng có cuộc sống riêng. Con trai nó lấy vợ nó có cuộc sống riêng, con gái nó lấy chồng nó có cuộc sống riêng. Miễn là con cái chúng nó thành đạt, thành công, hạnh phúc, kiếm được tiền, lo cho bản thân nó cho mình thêm được đồng nào hay đồng đấy, hưởng thụ cái tuổi già. Thế thôi. Chứ còn con trai có cái chống gậy à? Chống gậy thì làm gì? Chết rồi nằm đấy thì chống gậy thì làm gì? Thế rồi thì giữ lấy cái họ với cái tông đường, chết rồi thì làm gì? À, tất nhiên tôi nói rằng có người sẽ không đồng ý với quan điểm của Mr. X, có người thì đồng ý. Nhưng đồng ý hay không đồng ý không quan trọng. Quan trọng là đừng ly hôn vì vấn đề con cái. Đúng ạ? Không có con đã quá khổ rồi. Đấy. Rồi thì lại cãi vã nhau. Đúng không? Cực lắm, cuộc sống mà. Công việc, cuộc sống vợ chồng ở xa nhau thì hết sức lưu ý. Xác định tư tưởng, xác định tâm lý, hết sức lưu ý, quán triệt. Tình trạng này theo tôi được biết là rất phổ biến. Đấy, là có cơ sở mới, có căn cứ mới, có phòng nhì, có thể là bồ bịch qua đường, có thể là yêu say đắm, có thể là vợ chính danh, có thể là vợ hờ, có thể không có con, có thể có nhiều con với nhau. Cho nên là các anh chị và các bạn mà rơi vào trường hợp này, các anh chị hết sức lưu ý. Và chuyện đấy rất có thể xảy ra. Đừng bao giờ nghĩ rằng là chồng em hay vợ em là không như thế đâu. Tôi nói các anh chị nghe, riêng về cái vấn đề ngoại tình không ai nói được.
Kể cả là đàn ông có bản lĩnh mà phụ nữ tấn công, đối tượng nó tấn công là đứt hết. Cứ tâm sự với nhau, đầu tiên là bạn bè xong này, tri kỷ xong là yêu nhau rồi, quan hệ tình dục với nhau lúc nào không biết. Xong thì lỡ có bầu, có con, có cái, rất phức tạp. Bạo lực gia đình thì nếu mà người chồng người ta có cái hành vi đó thì người vợ hết sức cẩn thận, à, phải giữ gìn nhẹ nhàng tránh xa ra. Và nếu không chịu được thì nên ly hôn, bởi vì bạo lực gia đình nó sẽ dẫn đến suy nhược về cơ thể, về tinh thần, thậm chí có thể xảy ra những tình trạng là bị giết người. Ở đâu đó trên báo chí cũng đã đề cập đó. Đấy, hoặc là những cái vấn đề về người chồng hoặc người vợ lô đề cờ bạc bóng đá thì cũng cần phải lưu ý, bởi vì tình trạng này sẽ dẫn đến tài chính rất kiệt quệ, cũng dẫn tới tình trạng con cái rất khổ khổ tâm, không có điều kiện học tập, rồi cuộc sống gia đình rất là vất vả. Đấy, đừng có nghĩ là rồi mọi thứ sẽ ổn. Ghen tuông thì có lẽ cũng nên xem xét lại. À, phải điều tra, phải có những quan điểm riêng trong cái việc ghen tuông ngoại tình này kia. Đấy, phải có những cái quan điểm riêng của cá nhân mình. Hiểu biết rõ ràng, nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, rắn mặt, đừng có khóc lóc, đừng có bù lu bù loa, đừng có đánh ghen xé quần xé áo. Tất nhiên tôi đã nói rồi là nó mỗi người một ý. Nhưng quan điểm của tôi là làm gì cho nó văn minh, lịch sự mà lời nói có trọng lượng. Tôi nói các bạn, các anh chị nghe, rất nhiều chị đi đánh ghen, xé quần, xé áo, xong thì sát muối, xong thì làm đủ trò. Đấy là người ta không, người ta ngoại tình, người ta không, người ta xấu hổ, người ta không kiện đấy. Còn tôi nói thật, nếu người ta kiện là các chị vẫn ăn đòn bình thường. Đấy. Ở Việt Nam là pháp luật nó không không nghiêm một cái đoạn đấy, chứ còn nếu không hành hạ người khác như thế. Tại vì ngoại tình nó không không có luật nào quy định cả, nó chỉ là vấn đề về đạo đức, một chút vấn đề về luật hôn nhân gia đình thôi. Đấy. Còn lại là các chị mà đánh người ta tím mày tím mặt, gây thương tích cho người ta kiện là hình sự đấy, luật hình sự đấy, không phải đơn giản đâu. À, thế nên là rồi. Như vậy là Mr. X và xin phép tổng kết những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng ly hôn và một số những cái giải pháp cơ bản để các anh chị và các bạn có thể khắc phục cho mình. Trong cái series video tiếp theo thì Mr. X sẽ nói về một cái chủ đề rất là hấp dẫn, đến chủ đề ngoại tình. Lý do đàn ông ngoại tình, lý do phụ nữ ngoại tình với ai, dấu hiệu ngoại tình, nếu mà vợ hoặc chồng của đối tác của mình ngoại tình thì nên làm gì, các loại các kiểu ngoại tình, hàn gắn, hôn nhân sau ngoại tình, làm thế nào để chống ngoại tình, rồi thì tình một đêm như thế nào, vì sao ngoại tình ngày càng nhiều, vân vân. Rất là hay nha. Xin chào, hẹn lại các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn là có một cuộc sống hạnh phúc, tình yêu và thăng hoa và lên đỉnh. Xin cảm ơn.